Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một nam thanh niên vì lợi dụng sơ hở của một người bán hoa quả bị ngã xe giữa đường mà thanh niên này đã tiện tay lấy đi một chùm vải, sau đó thì bỏ lên xe của mình đi mất. Chứng kiến sự việc trên thì rất nhiều người đã tỏ ra bất bình. Theo như chia sẻ của người chứng kiến cho biết, thanh niên đi ô tô tiện tay xách luôn chùm vải của bác đi bán hàng rong bị ngã xe, chắc mua ô tô xong hết tiền mua đồ ăn. Mạnh dạn chia sẻ cho cụ chủ mau thức tỉnh. Thông qua đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe phía sau, có thể thấy người đàn ông điều khiển ô tô đã lợi dụng lúc người phụ nữ đi xe đạp bán hoa quả bị ngã xe, hoa quả đổ ra đường. Nam thanh niên này vừa lúc đi ngang qua liền dừng lại, những tưởng anh ta sẽ xuống giúp người phụ nữ tội nghiệp một tay, song tình huống thì hoàn toàn ngược lại. Khi thấy chùm vải của bác bán hàng rong rơi ra đường, người này đã tiện tay xách luôn lên xe ô tô của mình. Điều đáng nói, lúc này thì một người dân bên đường chứng kiến, một người phụ nữ đã cố xin lại chùm vải cho bác bán hàng rong, nhưng người đàn ông này nhất định không trả. Anh ta đóng cửa xe ô tô và lên xe đi mất, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip trên đã khiến dân mạng vô cùng bất bình và bức xúc. Nhiều người ngán ngẩm thay ý thức và hành động kém duyên của nam thanh niên đi xế hộp này. Số khác thì cho rằng cần phải chia sẻ rộng rãi để lên án, làm bài học cảnh tỉnh cho chính người này và những ai có hành vi xấu xí tương tự. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!